Công nhân gửi mẹ già con nhỏ để bám trụ nhà máy. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, công nhân tổng công ty may Việt Thắng phải gửi con gái 2 tuổi về quê, nhờ người thân chăm mẹ chồng tai biến để vào nhà máy ở hẳn 2 tuần. Nữ công nhân với chồng của mình làm chung nhà máy và phải mất 2 đêm cân nhắc khi công ty lấy ý kiến cho lao động ăn nghỉ tại nơi sản xuất. Dù tạm nghỉ ở nhà vẫn được công ty trả lương tối thiểu, nhưng khoản tiền này không đủ gia đình chị Hiền bảo đảm cuộc sống nếu dịch kéo dài. Hiện tại thu nhập của vợ chồng mỗi tháng gần 16 triệu, đủ chi tiêu cho gia đình 4 con người. Trong đó phải chăm sóc mẹ chồng hơn 70 tuổi, bị tai biến nằm một chỗ. Ở nhà chưa chắc an toàn với dịch vì khu nhà ở đông người, phải tới lui mua thức ăn, lỡ có chuyện gì thì không có tiền càng khổ. Chị Hiền nói và cho biết, trước hôm thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16, bà ngoại từ Tiền Giang lên đón cháu về quê sau khi nhận cuộc gọi từ con gái. Mẹ chồng được chị gửi sang nhà anh trai chăm sóc. Vợ chồng của chị gom ít quần áo, đồ dùng vào công ty, làm lệch ca nên suốt mấy hôm nay hai người chưa được gặp nhau. Chị hạn chế gọi điện về quê vì sợ con gái nhớ mẹ. Bà Trần Thị Thanh Phượng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng cho hay có 350 công nhân trong tổng số hơn 1.000 lao động đồng ý ở lại nhà máy. Ngoài việc đảm bảo chỗ ăn nghỉ cho ngần ấy người thì khó khăn nhất của công ty là thuyết phục công nhân ở lại nhà máy khi dịch bùng phát. Bởi phần lớn lao động của công ty đều là nữ có con nhỏ và cha mẹ già nên việc xa gia đình ít nhất 2 tuần không hề dễ dàng. Nhà máy hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng, đảm bảo nơi ăn nghỉ, phủ wifi ở khu lưu trú để người lao động giải trí, tiện liên lạc với gia đình sau giờ làm. Toàn bộ công nhân hàng tuần được xét nghiệm COVID-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.